giờ chúng ta sẽ sang một vị nữa cực kỳ tốt, và cái vị này chắc chắn là chúng ta phải uống hàng ngày, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, để hỗ trợ lưu thông máu này, làm thanh lọc máu rất là hiệu quả này, bổ sung hàm lượng sắt này, đặc biệt là những người nữa, những người mà có vấn đề về bệnh gan này, những người mà hay ăn thịt thà này, ăn nhiều đạm động vật, hãy uống vị này mỗi ngày để thanh lọc cơ thể nhé. Vị sẽ gồm có củ dền, dưa chuột, lá củ dền và cà rốt, là một trong những loại vị hỗ trợ thanh lọc cơ thể tuyệt vời. Anh chị em mình nhớ bổ sung cái vị này mỗi ngày trong gia đình của mình, đặc biệt đối với những người mà liên quan đến bệnh về gan, hãy bổ sung các vị có liên quan đến củ dền, hỗ trợ đào thải độc tố cho gan rất hiệu quả nhé. Thì chúng ta sẽ đi làm cái vị này, gồm có này lá củ dền, giữ lại một phần lá củ dền cho vào cái máy nhé. Dùng ép luôn cả cái lá củ dền rất là tốt cho mình, đừng bỏ đi. Một nắm lá củ dền nhá. Đấy, cho một nắm lá củ dền này. Cà rốt, mình cho dùng khoảng 3 củ cà rốt nhé, 3 củ cà rốt, để nó tạo một cái vị ngọt ngọt, dễ uống và thanh lọc. Và cà rốt rất là tốt cho nữa. Anh chị em cho cả cà rốt rồi nhé. Chị em phụ nữ nhớ uống cái vị này mỗi ngày, đặc biệt ai có vấn đề liên quan đến thận, uống thận vị này cũng rất là tốt nhé. Mật thận, gan, độc tố. Và những ngày phụ nữ chị em uống cái vị này hỗ trợ cho mình giảm đau. Nó cải thiện cái hệ thần kinh của chúng ta, nó sẽ giảm bớt đau nhé. Cà rốt, 3 củ cà rốt này, 1 nắm lá củ dền này, 1 phần tư cái củ dền đỏ nhé. Củ dền đỏ 1 phần tư, nhớ là bỏ cái núm đi nhé, nhớ bỏ cái núm củ dền đi nhé, chỉ giữ lại cái phần cuộc 1 phần tư hoặc là 1 phần hai, tùy theo đối với cơ thể mỗi người. Em đã quen rồi, cho 1 phần hai củ dền vào nhé, cho củ dền 1 phần hai vào. Đây như này. Tiếp theo là chúng ta cho dưa chuột, có thể cho một quả dưa chuột lớn như này hoặc là cho nửa quả tùy theo nhé. Em sẽ cho khoảng một nửa quả dưa chuột vào đây, cho khoảng 100g dưa chuột, vì quả này cũng khá là lớn, cứ cho nửa quả. Thanh lọc máu cho gan rất là tốt, làm sạch gan, cải thiện gan của mình rất hiệu quả. Nhà mình thấy cái vị này ngon chưa? Nhiều nước chưa? Rồi, đây chúng ta sẽ có một ly tuyệt vời. Nhớ nhé, những ai có vấn đề về bệnh gan, chịu khó uống cái vị này mỗi ngày, chị em phụ nữ lại càng phải uống vị này thường xuyên, để giúp chúng ta cải thiện cái hệ thanh lọc máu trong chúng ta. Đặc biệt đến ngày phụ nữ chúng ta không cảm thấy bị đau đớn gì nhiều nhé. Đấy, đấy chị em mình cả nhà nhìn thấy thích không? Thích nhở? Đây là vị củ dền, cà rốt, vị củ dền, cà rốt, dưa chuột,